Tướng Ukraine nêu những cải tiến cần thiết để xuyên thủng phòng tuyến Nga. Tướng Zelensky thừa nhận cuộc phản công của Kiev đang bế tắc và nêu những khía cạnh nước này cần như tăng cường năng lực trên không và tác chiến điện tử. Tờ Economist hôm 1 tháng 11 dẫn lời tướng Valery Zelensky, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ukraine, cho biết chiến dịch phản công của Ukraine đang ở tình trạng bế tắc và Kiev cần bước nhảy vọt về công nghệ để phá vỡ tình thế hiện tại. Rất có thể sẽ không có bước đột phá sâu và ấn tượng nào, tướng Ukraine nhấn mạnh. Ukraine bắt đầu chiến dịch phản công quy mô lớn hồi đầu tháng 6, song tốc độ được đánh giá không như mong đợi do phải đối mặt với các phòng tuyến kiên cố và ưu thế trên không vượt trội của Nga. Theo ông Zelensky, kế hoạch ban đầu của Ukraine là tiến khoảng 30 km mỗi ngày. Tuy nhiên thực tế lực lượng này mới chỉ tiến được 17 km sau gần 5 tháng phản công. Tư lệnh Ukraine kêu gọi Mỹ cung cấp cho Kiev các công nghệ khí tải hiện đại hơn để tăng cường sức mạnh không quân, pháo binh và nâng cao năng lực tác chiến điện tử, rà phá mìn. Để thay đổi tình thế trên chiến trường, Ukraine cần phải được bổ sung công nghệ khí tài để nâng cao năng lực tác chiến trên không, mặt trận mà Nga chiếm ưu thế vượt trội. Việc kiểm soát được bầu trời là yếu tố quan trọng để tạo điều kiện cho các chiến dịch lớn trên bộ, tướng Ukraine nhấn mạnh. Theo ông, Kiev cũng cần được tăng cường năng lực tác chiến điện tử, do đây là chìa khóa để chống lại chiến thuật, sử dụng máy bay không người lái UAV. Tướng Ukraine cho biết khoảng 65% thiết bị gây nhiễu của nước này đã lạc hậu. Trong khi Nga những năm gần đây đang đẩy mạnh hiện đại hóa lĩnh vực này, phát triển thêm ít nhất 60 thiết bị mới. Zelensky thêm rằng Kiev cần phải được tình báo phương Tây hỗ trợ nhiều hơn. Ông nhận định Ukraine cần bổ sung công cụ để tăng độ chính xác cho hỏa lực. Ukraine cần xây dựng các hệ thống GPS sử dụng anten mặt đất thay vì chỉ sử dụng vệ tinh để làm cho đạn pháo được dẫn đường chính xác hơn khi đối mặt với hoạt động gây nhiễu của Nga. Zelensky mong muốn các đối tác cung cấp thiết bị trinh sát pháo binh tốt hơn để có thể xác định vị trí của quân Nga. Công nghệ rà phá mìn cũng rất quan trọng do Nga đã gài mìn với mật độ dày đặc, từng khiến Ukraine tổn thất một lượng lớn xe tăng thiết giáp trong giai đoạn đầu của chiến dịch phản công. Ông Zelensky cũng nhấn mạnh cần phải xây dựng lực lượng dự bị để có thể bổ sung nhân lực cho tiền tuyến. Theo tướng Ukraine, nếu Kiev không thể tự phát triển hoặc được cung cấp khí tài hiện đại hơn, chiến sự ở nước này sẽ tiếp tục kéo dài. Chúng tôi không thể thắng cho cuộc chiến này bằng cách dùng khí tài thế hệ cũ và các phương tiện lỗi thời, ông Zelensky nói. Điều đó sẽ dẫn tới sự chậm trễ và cuối cùng là thất bại. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 1 tháng 11 tuyên bố Ukraine đang thua cuộc, dù nhận được lượng lớn khí tài từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Ông nói rằng phòng không Nga tháng trước đã thực hiện 1.400 lần đánh chặn khí tài Ukraine, trong đó có 37 máy bay và 6 tên lửa lục quân chiến thuật ATACMS, loại khí tài Kiev hy vọng có thể giúp thay đổi tình thế chiến trường. Thưa quý vị và các bạn, hàng nghìn UAV đang được sử dụng trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine để phát hiện các vị trí của đối phương, phóng tên lửa và dẫn đường hỏa lực pháo binh. UAV đã trở thành một loại vũ khí hiện đại mà bất cứ quốc gia hay quân đội nào cũng đều muốn có. Việc có UAV trong hệ thống vũ khí của bất kỳ quốc gia nào sẽ giúp tăng cường sức mạnh quân đội và thay đổi bộ mặt chiến tranh hiện đại. Và việc UAV cá mập tự chế của Ukraine được đưa vào chiến trường khốc liệt nhất hiện nay như một minh chứng về sức mạnh của UAV. Vậy UAV cá mập của Ukraine lợi hại như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong tổng hợp ngay sau đây. Shark là UAV trinh thám do tập đoàn UK Space Systems của Ukraine sản xuất. Công ty này đã chính thức công bố hệ thống máy bay không người lái trinh sát Shark mới được phát triển sau khi cuộc xung đột Nga và Ukraine diễn ra hồi tháng 2 năm ngoái. Shark có tầm hoạt động 60 km, thời gian bay là 2 giờ, vận tốc tối đa là 150 km/h. Máy bay được trang bị công nghệ điện tử hiện đại, có thể đối phó với các hệ thống gây nhiễu và phát hiện mục tiêu cho các hệ thống tên lửa tầm xa. Hệ thống máy bay không người lái mới có nhiệm vụ chính là giám sát và thu nhập thông tin tình báo bằng camera quang điện và hồng ngoại, có thể thu gọn và được thu hồi bằng hệ thống hạ cánh rủ. Máy bay không người lái trang bị hệ thống theo dõi mục tiêu tự động bằng cách sử dụng các thuật toán xử lý hình ảnh, giúp đơn giản hóa việc giám sát. Chức năng này hoạt động với các đối tượng phức tạp, có thể được phân biệt theo độ tương phản tổng thể của chúng so với nền.
Nó mang theo một camera ánh sáng ban ngày, một camera chụp ảnh nhiệt, một camera video và một máy phát vô tuyến trong một cụm camera ổn định con quay hồi chuyển được lắp dưới mũi thân máy bay. Các camera này cung cấp thông tin tình báo theo thời gian thực, bản đồ 3D, giám sát và trinh sát trên không các mục tiêu trên mặt đất. Điểm nổi bật của Shark là bộ đo khoảng cách bằng laser và hệ thống cân bằng bay hiện đại. Camera theo dõi của UAV có khả năng phóng đại rất tốt, hoạt động được trong nhiều điều kiện thời tiết. UAV này có khả năng hoạt động trong điều kiện tác chiến điện tử, điều chỉnh các hệ thống tên lửa pháo binh HIMARS của Mỹ. UAV Shark có khả năng chống lại tác chiến điện tử khá tốt. Điều này đã được thử nghiệm nhiều lần. Công nghệ của UAV cá mập đã được tính toán rất kỹ vì nó có thể hoạt động mà không cần GPS. Thực tế là người Nga đang cố gắng gây nhiễu tín hiệu GPS, nhưng chúng tôi không quan tâm. Và việc lắp ráp, tháo rời và bảo trì máy bay chỉ mất khoảng 5 phút. Đây là một phần của chương trình máy bay không người lái nội địa đang phát triển mạnh mẽ ở Ukraine. Sản xuất một loạt các phương tiện bay tấn công và trinh sát đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cuộc xung đột với Nga. UAV Shark, cá mập, đang hoạt động rất hiệu quả và đáng tin cậy, trong khi việc sử dụng rất đơn giản. Thưa quý vị và các bạn, ngay từ những ngày đầu tiên trong cuộc tấn công, Hamas đã phóng hàng nghìn quả rocket tầm xa từ dải Gaza nhằm vào các thành phố của Israel. Những cuộc tấn công bằng rocket không chỉ làm hệ thống phòng thủ tiên tiến của Israel lúng túng, mà còn khiến giới quan sát bất ngờ về tiềm lực rocket của Hamas. Lực lượng Hamas được cho là đã xây dựng kho rocket quy mô lớn trong nhiều năm bằng việc tự sản xuất, lắp ráp với sự trợ giúp từ Iran và cả việc mua từ nước ngoài. Kể từ khi được thành lập trong bối cảnh cuộc nổi dậy Intifada lần thứ nhất chống lại Israel vào cuối những năm 1980, Hamas đã cố gắng tích lũy các loại vũ khí, đặc biệt là rocket, bất chấp những nỗ lực phong tỏa lâu dài của Israel đối với lãnh thổ ven biển của Palestine. Theo ông Akram Karyev, một chuyên gia quốc phòng người Algeria cho rằng Hamas hiện sở hữu khoảng 30.000 cho tới 50.000 quả rocket. Israel và Mỹ từ lâu đã cáo buộc Iran giúp đỡ lực lượng quân sự của Hamas và lữ đoàn Al-Qassam có được những vũ khí như vậy. Các thủ lĩnh Hamas công khai nói về sự hỗ trợ của Iran và cũng như những nỗ lực nội bộ trong việc có được một kho dự trữ rocket. Hamas tuyên bố đã bắn khoảng 5.000 quả rocket chỉ trong 20 phút đầu tiên của cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Israel hôm 7 tháng 10. Đại sứ Israel tại Mỹ Michael Herzog nói rằng con số này là khoảng 4.000 quả rocket. Để so sánh, khoảng 4.000 quả rocket đã được bắn từ dải Gaza vào Israel trong cuộc chiến kéo dài 50 ngày giữa hai bên vào năm 2014. Fabian Hinz, một nhà nghiên cứu chuyên phân tích quốc phòng và quân sự tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế đã chia sẻ với Newsweek, danh sách rocket mà Hamas sở hữu bao gồm cả những loại tự sản xuất cũng như các loại rocket mua từ nước ngoài. Trong số các tên lửa tầm ngắm tự sản xuất có tên lửa Qassams. Các biến thể Q-12 và Q-20 có tầm bắn ước tính lần lượt là 12 và 20 km. Dòng tên lửa Qassam lần đầu tiên xuất hiện vào những năm 2000 với tầm bắn đặc biệt hạn chế, đóng vai trò chính trong các cuộc tấn công của Hamas chống lại Israel. Giống như hầu hết kho vũ khí có vẻ như là tự lắp ráp, rocket S-40 cũng được đặt tên theo tầm bắn của nó, ước tính là khoảng 40 km. Theo báo cáo của đài Sky News phiên bản tiếng Ả Rập được công bố vào tháng này, S-40 được sử dụng từ năm 2019 để nhắm mục tiêu vào các khu định cư của người Do Thái gần với dải Gaza, cũng như các thành phố Ashkelon, Ashdod và Beersheba của Israel. Shahin 55 với tầm bắn khoảng 55 km, thậm chí còn được sử dụng sớm hơn trong cuộc xung đột lớn thứ 3 ở dải Gaza vào năm 2014 mà Israel gọi là chiến dịch bảo vệ. Đây là cuộc xung đột nguy hiểm nhất trong số nhiều cuộc xung đột xảy ra giữa Hamas và Israel kể từ năm 2005. Kho vũ khí của Hamas có các rocket tầm bắn xa hơn như J-80, J-90 và SH-85 cũng như A-120. A-120 có nét giống với R-160, có tầm bắn xa hơn và được sử dụng lần đầu tiên trong cuộc chiến vào năm 2014. Lữ đoàn Al-Qassam gần đây cũng đã sử dụng R-160 để tấn công thành phố Haifa ở phía bắc Israel trong cuộc xung đột hiện nay. Tuy nhiên, loại vũ khí tầm xa nhất được biết trong kho dự trữ của Hamas là IS-250. Lữ đoàn Al-Qassam mới đây đã công bố video rocket IS-250 được sử dụng để tấn công tầm xa trong cuộc xung đột hiện nay. Ngoài những vũ khí nói trên, Hamas còn được cho là sở hữu một số rocket mua từ nước ngoài. Chúng bao gồm rocket 107mm có tầm bắn khoảng 8km mua từ Iran, loại 122mm có tầm bắn từ 12 cho tới 40km mua từ nhiều quốc gia khác nhau. Rocket Fajr 5 có tầm bắn khoảng 75 km mua từ Iran và M-302 có tầm bắn 180 km mua từ Syria.
Mặc dù những vũ khí này vẫn là mối đe dọa đối với lực lượng phòng vệ Israel, ông Fabian Hinz cho rằng nếu nhìn vào những gì đang được bắn hiện nay, hầu như tất cả đều là vũ khí tự sản xuất. Đó là bởi vì rocket và tên lửa mua của nước ngoài có xu hướng lớn hơn, khó sử dụng hơn và khó buôn lậu hơn qua các biên giới được kiểm soát chặt chẽ của dải Gaza. Ông Hinz cho biết mạng lưới buôn lậu của Hamas vẫn chưa được biết đến một cách đầy đủ, nhưng chúng mở rộng trên khắp các lối dẫn tới tận Iran, Iraq và Syria, qua vùng biển Địa Trung Hải đến Libya, Sudan và Ai Cập, giáp biên giới với dải Gaza và cả mạng lưới đường hầm phức tạp dưới lòng đất. Nhấn mạnh thêm về vai trò của Iran, ông Hinz cho hay các thông tin tình báo rò rỉ đã dẫn đến công việc của lực lượng Al-Quds 340 thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, bao gồm cả bản thiết kế bằng tiếng 34 và các cuộc thử nghiệm động cơ rocket đơn giản, kiểu vũ khí phù hợp với Hamas hơn so với lực lượng vũ trang Iran. Giới chức Iran cũng thường xuyên thừa nhận rằng họ hỗ trợ Hamas nhiều thứ hơn chứ không chỉ là những tuyên bố ủng hộ. Những loại rocket mà Hamas hiện có chủ yếu được sử dụng để nhắm vào các thành phố và vị trí quân sự của Israel bên ngoài dải Gaza. Thế nhưng ông Hinz cho hay, chúng cũng có thể mang lại lợi ích trong cuộc giao tranh bên trong dải Gaza khi lực lượng phòng vệ Israel ngày càng tiến sâu vào bên trong dải đất này. Khi đó, rocket có thể được dùng để nhắm mục tiêu vào các khu vực tập trung của quân đội Israel. Một loại vũ khí có sức tàn phá đặc biệt có thể chỉ đơn giản là sử dụng rocket nhỏ có đầu đạn lớn, đánh đổi tốc độ chính xác để lấy mức độ tác động. Theo ông Fabian Hinz, thông qua cả sự giúp đỡ của nước ngoài và kỹ năng nội bộ, Hamas đã phát triển được một kho vũ khí tương đối đa dạng. Về mặt công nghệ, kho vũ khí này vẫn khá đơn giản, còn về mặt kỹ thuật, chúng là rocket, loại không điều khiển chứ không phải là tên lửa, là loại có điều khiển.